Anh sau một thời gian mình đã hỏi thăm đường thì đã xuống được tới đến đây rồi. Và bây giờ là dưới đây rất dễ nhận ra ở dưới đây là có các cái lán để trên tốp đang nhận. Vậy 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 bạn vào gửi xe để xuống thác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống thác theo sự chỉ dẫn của anh trong xe thì chúng ta sẽ đi xuống thác bằng theo cái đường ống này các bạn ạ. Đấy, gần đây thì có rất nhiều khách đến tham quan nên là con đường này nó đã được làm ra và cũng trở thành một con lối mòn để đi xuống thác cho nó nhanh hơn. Bây giờ chúng mình sẽ đi xuống đây, các bạn nghe thấy không, bắt đầu đi từ đây là chúng mình đã bắt đầu nghe tiếng thác rì rào rồi. Xuống dưới này, đến đây là tiện quá, lại có một cái hành lang để cho mình có cái tay vịn và những cái bậc thang hết sức là vuông vức. Đi xuống mặc dù hơi dốc một tí nhưng mà không sao cả, rất là dễ đi. Đấy. Mình cứ nghĩ là mình đến sớm thì hình như là trên đường đi chắc chẳng gặp ai. Các bạn cửa thủ không thấy bạn nào đi về phía này cả, mình cứ tưởng là chưa có ai nhưng mà thực ra đến thì trông ở cái lều gửi xe đã rất đông rồi. Chắc là vì hôm nay là cuối tuần nên là mọi người tranh thủ buổi sáng sớm đi từ sáng nhờ nó bớt nắng, rất là đông. Ồ, dưới này còn dốc hơn nữa. Rồi đi xuống thì rất là nhẹ nhàng nhưng mà tí nữa đi lên thì không biết thế nào đây. Khá là dốc các bạn ạ. Nhìn hai người đi dưới kia lên đây chắc cỡ 3-4 tầng. Rồi bây giờ chúng ta đã đi hết cái con dốc thì có một cái con đường mòn. Dạ. Chú quản lý mỗi người cái cháu đến đây có cái chú là làm mỗi chiều mỗi người 5.000 thôi. 5.000 hả chú? 5.000 mỗi người 5.000. Chú xin chưa? Năm nghìn phí vệ sinh môi trường các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta đã tới đến đây rồi. Ở đây mình nghĩ là cái thác ở phía dưới và nó rất là to nhất trong cái 5 tầng của cái thác Trường Khoa này. Và bây giờ mình sẽ thử đi ra lại gần cái phía này xem. Đấy. Ở đây đã có rất nhiều thanh niên nhảy xuống tắm. Thác ở đây thì rất mạnh, đấy các bạn nhìn thấy không? Thác rất là lớn. Đây, ở đây người ta còn chuẩn bị những cái áo phao để cho mọi người có muốn thuê thì sẽ thuê để đi xuống đây bơi lội nhảy múa. Cái bộ lội nhảy múa vô lúc này vô hả? Kiểu như là mỗi người 10.000 nè. 10.000 hả chị? Nhưng mà chơi bao nhiêu người lên cũng được à? Tầm 5 người xuống thôi, không cho lên nhiều đâu, kiểu trở lên nhiều bên kia. 10.000 một người hay 10.000 một cái bè? Một người. Nhưng mà được chơi lâu mà. À. Thank you.
dưới này thì nó lại là một cái con khác tiếp theo các bạn ạ. Xuống dưới này, đấy, nước cũng vẫn rất mạnh và trong xanh. Phía dưới này được mình đoán là nó giống như một cái thác cổ ấy. Đấy, nếu các bạn nào mà muốn quan cảnh nguyên sơ mà không bị vướng phải nhiều người thì chúng ta có thể đi ra đây để chụp ảnh selfie và thậm chí là tắm kiểu bơi lội kìa các bạn. Cái con thác ở đây rất là nguyên sơ, rất là đẹp và hùng vĩ. Đấy. Rồi các bạn ạ, vậy là cái chuyến đi khám phá thác Triềng Khoa của chúng ta có lẽ là đến đây là tạm dừng. Bây giờ cũng đã là quá 10 giờ trưa rồi, mình đã selfie, đã chụp ảnh, đã quay phim, đã khám phá mọi ngóc ngách của con thác. Và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ phải tạm dừng cái chuyến đi ở đây và mình sẽ phải tiếp tục cái cuộc hành trình lộn ngược lại để leo lên cái con dốc và sâu hun hút lúc nãy. Bây giờ mình sẽ lên, quay trở lại chỗ gửi xe, lấy xe và quay trở về Hà Nội. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình cho tới thời điểm này. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay ho, thú vị thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và Giải Đi Phượt. Và hãy nhớ bấm rung chuông để tiếp tục cập nhật những video mới nhất của kênh và Giải Đi Phượt nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.